diện trên sân khấu lúc này đây là gia đình bé nhỏ vương nga của cô dâu Huyền Lương Xanh Xuyên cùng với chú rể Văn Thành và con gái thân yêu. Và các gia đình bé nhỏ xin chào tất cả quý vị quan khách. Vâng, kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến, và đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai phủ bằng cha, nước biển mênh mông thương tâm đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín cùng cha. Và để có ngày vui, ngày hạnh phúc trọn vẹn trọng đại như ngày hôm nay thì không thể thiếu được những đấng sinh thành đã công ơn dưỡng dục trong thời gian qua. Và ba tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời bên nhà gái có bố là Văn Anh và mẹ Lò Thị Lan sẽ cùng bước lên lễ đài tình yêu để đứng cạnh cô dâu xinh đẹp trong buổi trưa hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Vâng, và tôi gọi xin trân trọng giới thiệu phái đoàn Hoàng Nhà Trai có bố Hoàng Văn Diên, mẹ Tòng Thị Phiêng là sau thân phụ mẫu của chú rể đẹp trai Văn Thành. Xin trân trọng kính mời hai bác sẽ nắm chặt tay nhau, nở nụ cười thật tươi, bước lên trên sân khấu hạnh phúc đứng bên cạnh con trai thân yêu của mình. Xin trân trọng kính mời. Thật là giây phút khoảnh khắc rất là hạnh phúc. Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống phần già hãy mừng phần xuân. Phần đồng xuân nở ra sẽ biết, nếu chúng mình chọn chết bên nhau. Trong lòng đất cạn biển đông, tình chồng nhất vợ như sau màu hà. Đất xây chung một mái nhà, tình yêu chọn chết mặn mà từ đây. Vâng, và rồi hai họ nội ngoại cũng đã bước lên trên lễ đài trăm năm hạnh phúc. Và hình như quý vị ở phía dưới lại quên vỗ tay mất rồi. Một tràng vỗ tay thật lớn cho hai họ là quý vị ơi. Vâng, xin trân trọng giới thiệu phái đoàn họ là gái có bố là Văn Anh, mẹ Lò Thị Lan là song thân phụ mẫu của cô dâu xinh đẹp Huyền Lương. Xin mời bước lên một bước để quý chào cũng như ra mắt với toàn thể quý vị. Vâng, và bên nhà trai cũng xin được trân trọng giới thiệu có bố Quang Văn Diên và mẹ Tòng Thị Phiêng sẽ cùng bước lên một bước để quý chào ra mắt toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời. Vâng, và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bên phía nhà trai. Vâng, các bác các mẹ sinh ra và lớn lên ở mảnh đất bản Nà Tòng Xét, xã Trà Đen, thành phố Sơn La. Vâng, có con trai thân yêu tên là Văn Thành. Vâng, và gia đình bé nhỏ hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay đó chính là cô dâu Huyền Lương, chú rể Văn Thành và con gái nhỏ bé yêu của mình. Xin mời bước lên một bước để quý chào cũng như ra mắt với toàn thể duyên hội hôn. Vâng, các quý vị thân mến, từ khi còn trẻ còn bé, cô dâu Huyền Lương, chú rể Văn Thành được sinh ra và lớn lên trong vòng tay đùm bọc của ông bà cha mẹ. Và khi con lớn trưởng thành, trên bước đường học tập, lao động và công tác, đôi bạn trẻ đã tìm được một nửa yêu thương của mình và cùng nhau chèo lái con thuyền của mình. Và hôm nay đã cập đến bên bờ hạnh phúc, được hai bên gia đình đồng lòng đẹp ý, được chính quyền sở tại nơi đây nhất trí hoan nghênh. Hôm nay ngày lành tháng tốt, ngày 14 tháng 11 năm 2022, tức ngày 21 tháng 10 năm Nhâm Dần, gia đình họ nhà gái chúng tôi có bố cả Văn Anh, mẹ Lò Thị Lan là song thân phụ mẫu của cô dâu Huyền Lương, long trọng tổ chức lễ phục quy cho cô dâu Huyền Lương Xanh Duyên cùng với chú rể Văn Thành trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và tuân còi tòng toán xin được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ phục quy của cô dâu Huyền Lương Xanh Duyên cùng với chú rể Văn Thành chính thức được bắt đầu. Quý vị thân mến, thật đúng là hôm nay trong không khí vui tươi, hôm nay trong khán phòng hạnh phúc, một màn bắn pháo hoa tổ chức lễ phục quy cho cô dâu Huyền Lương Xanh Duyên cùng với chú rể Văn Thành trong buổi trưa hôm nay rất là tuyệt vời của quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến, và xin được thay lời cho gia đình cũng như đỡ lời cho tân hôn, xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị, các ông cụ bà, cô bác anh chị đã bất chút thời gian vàng ngọc của mình đến dự lễ phục quy trong buổi trưa hôm nay. Và xin được kính chúc quý vị chuẩn bị bước sang thềm năm mới, bước gì được đấy, ước bé được to, rủi ro qua hết,
Vâng, kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, trên lãnh thổ Việt Nam chúng ta có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, và mỗi một dân tộc thì đều có phong tục tập quán riêng của mình, trong đó không ngoài cộng đồng dân tộc Thái của chúng ta. Và để nói lên điều đó, sau đây xin được trân trọng kính mời MC Tuấn Còi sẽ có đôi lời thay lời cho gia đình cũng như đôi tuyên trong buổi chiều hôm nay phát biểu để cảm tạ tất cả quý vị. Xin trân trọng kính mời. Chỉ đến đó cho chúng tôi khỏi có cho phép ai lúc trường bàn. Chàng trai ai làm hương thủ trợ hy, cho phép ai lúc bí thư đảng ủy trong bật bưng phụ trợ quảng chặn tánh bản làm mương, cho phép bài cánh nòng tên cầu tên ship cơ bản báo cầu mè pi nòng đỏ sơ bón vua gia tả nai hôm qua mờ nắng trâu sờ bờ nắng lệ phát bên trang nặng chảo lúng chảo tà mắc cúc mắc bu mắc súng mắc phành đánh hơn là rào ở tập buồn lúng nà buồn tà lướm lướm tre bè bùm chắc sinh phiền hiện tả lô làm hâu pho me ải êm điên phùng trùng nhớ nhau một buồn lung lan hồng bàn lung lửa ninh huyền lương quá cái chắc sụp phiền xào trai văn thành quá cái chắc sao phiền báo sao phong tử của ế bàn sai trai lô lửa của ế bàn nằm tham bao với chữ hỏng thắc lông chờ hỏng pháo lông banh với chữ tương cái nai xài tới ủ cái ra với chữ trường mà lai xài mất kiểu cơ bà báo của mẹ phiền đỏ sức món lù lãng hôm qua nắng pho còn đằng viêm bàn tản phi hạt buồng xương rút hôn đen nên hôm hỏng có men hỏng men thiếu men neo dòng chân nhưng hồ phần nhân cho tá nhưng cha phần nhân khẩu mốc theo cái nhàn bắc cột cuộc nông và cái nhàn bắc cổng lá trần nên con tôi xuôi các bạn anh ải tỏ trả anh trai văn thành để tôi sẽ êm tông thì tiêng êm có hạt có banh mùa nặng mưa đi mưa lì bên chân mưa sàn bên chết nên cái thằng sàn lẻ sơ hà trai thằng sàn lẻ phát sú bên nó phù hồ mía bên đôi xem bờ thú bên cu xem phù kim cho bà bác bà mẹ bên đó đỏ các phụ gia tà nai xuất khỏi cái tăng kiếm ma hà lầy cầm khắc lộp nó mà thiệt hình dân thông hả lục phần ninh này cốc vô hầu đại khẩu vô hầu món của bà mớ bà mẹ phía nào nò chẳng cáo mấy họ đại nòng hao dù đại na cáo mấy họ lúc tà xuất đại bản cáo mấy họ các phủng bản hao dù đại thường hao bởi nhân bất trình bất trề hao đăng thẻ năm nửa xử lý bì hồ kiềng mi khóng lá ma xúc xó phong bì phốc xó hôm trái tim mơn hạnh phúc hảo lưu lãn thương chung quả mớ phải gối mít sàn ngần xưa cho tăng nà anh cú em ra sợ tăng nà tại em nay sau tất cả được phước bên nóng sau các mừng xuống hải xuống em chúc mừng pi hà nông hao cầu bào hoàn sinh sự giết chim như này cái sang ly pin bên nông là giết bên bản hà mất tướng chờ bàn giết bên mương hà mất tướng chờ tả bên nông là pk hà mất tướng màn không bên nông là giữ lòng xuống na mi bà chấm cỏ tô liên lũ tàu hà mất não xuống sau bên nông là hê mi bơ hà mi mi bơ phù chờ bàn bên nông là hê mi lan hà mi mi lan phù bỏ phát nghe thu giết sang đi lầy cây sang đi phim thả mắt hàng xuống bí thả mắt mi xuống tay đó xuống mặt xuống bên đó hào hàng xin sáng bên đây đó chứ là sao cũng thật là chú em ra ai tả em nay là dân chơi từ sự mất giảm cần ca sản cần bay dự dàm tham khảo cần là túc bà chấm cổ tố hết tuần còi tóc toán từ dự dàm chúc hợp phụ mẹ nội phụ mẹ nó mới đi hạnh phúc bên nhìn mi trai là cần. Vâng, và đúng là lời của MC Tổng Tuân ngọt như mật như hoa. Và kính chúc cho toàn thể quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Và một lần nữa chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn những lời chúc vừa rồi đi ạ. Vâng, là xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Và một lần nữa xin được thay lời gia đình cũng như đứa lời chúc tân hôn, xin được kính chúc các cụ ông thì sống lâu trăm tuổi, chúc các cụ bà thì sẽ sống đến đầu bạc răng long. Kính chúc cho quý cô, quý anh, chúc cho lời chúc sức thành dẻo dai, chúc cho quý cậu quý mợ quý hay, chúc cho lời chúc ngày mai lắm tiền, nam thanh thì lấy được vợ hiền, nữ tú thì lấy được chồng hiền tháng sau, và chúc cho các cháu nhỏ lo cao, chúc cho các cháu ngày sau lên người, cuộc sống thì luôn rộn rã tươi cười và luôn đạt điểm 10 ở mọi nội dung. Vâng, kính thưa quý vị, dù là trai hay là gái, dù là dân tộc Thái hay dân tộc khác, dù ở Vinh hay ở Huế, dù làm tài xế hay lái taxi, buôn cái bi hay bán hàng tạp hóa, ở trong xã hay cùng thôn, những ai có mặt trong buổi lễ phục hưng của cô dâu Huyền Lương sánh duyên cùng với chú trẻ Văn Thành, gia đình họ nhà gái chúng tôi trân trọng cảm ơn chân thành nhất ạ. Và các thân vị thân mến, anh hùng mà sánh với thuyền quen, đẹp lòng cha mẹ, đẹp duyên vợ chồng, hôm nay cô thắm rượu hồng chúc cho đôi bạn trẻ chọn đời bên nhau. Và một nghi thức không thể thiếu được đó chính là khai tình rượu trong buổi sinh hôm nay. Xin mời cặp đôi hương sẽ bước về phía bàn tình rượu do ban tổ chức đã chuẩn bị để khai tiệc trong buổi sinh hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin trân trọng kính mời chú rể đẹp trai Văn Thành sẽ bật nắp chai champagne đầu tiên. Và xin mời toàn thể quý vị quan khách khách quý ở phía dưới, chúng ta sẽ cùng rót rượu tràn ly. Vâng, tôi còi cho quý vị 10 giây ạ.
Tí nữa chúng ta sẽ cùng giơ thật cao. Chúc mừng cho hạnh phúc và luôn luôn trong buổi trưa hôm nay. Hôm qua cho sân banh đầu tiên đã được mở, xin mời cô dâu chú rể sẽ tay trong tay gõ lên hát khúc tình yêu. Các chị và kính mời đến nhiếp ảnh gia camera. Những chiếc điện thoại smartphone 5S, 6S, 7M, 8M chúng ta sẽ cùng giơ thật cao, chụp lại những khoảnh khắc yêu thương nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Tay em không cánh chậm đảo bởi anh muốn bạn chờ ngày thành công. Và ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị, cô ông, cô bà, cô bác, anh chị và thầy quý vị, chúng ta sẽ góp đi rượu đầy của mình để tí nữa chúng ta sẽ cùng uống rượu với cô dâu chú rể cũng như là đại diện hai bên gia đình. Vâng, và sau đây xin mời chú rể đẹp trai Văn Thành. Văn Thành sẽ tiếp tục. Vâng, và với sức mạnh của mình, với sự khéo léo của mình, Văn Thành chúng ta sẽ mở chai rượu song tay thứ hai. Vâng ạ, mời chú tỷ Văn Thành đến sóc thân mạnh ạ. Vâng, thật là tuyệt vời. Vâng ạ, rất tuyệt vời của quý vị. Vâng ạ, xin được chào mời chú tỷ Văn Thành. Cô dâu Huyền Lương sẽ tiếp tục dọn lên hát khúc tình yêu. Vâng, rượu này anh rót làm ba, chứ chung anh dành phần cha, chứ hiếu phần mẹ, đôi ta sự tình. Vâng, và xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể sẽ tay trong tay rót lên 6 ly còn lại. Cho mừng trở lại cho mẹ bên đồng hoa sườn. Sơ đổi với mấy nó mới đi qua lại kiến liều sang bớt lúc sửa thú để số liều bớt lúc sửa cùng cánh ơn cùng phong cách ngã xuống cơ vũ và phần cùng bay chào hóa liền sức bó lấy lên bay chân chạy biến ăn đùa bình linh trên mấy lào ảnh cú em già cho tặng quà đùa vật chai trên mấy lào ảnh tái mai chú tăng sai. Xin mời chú rể đẹp trai Văn Thành sẽ nâng ly rượu hiếu rượu thảo để đấng thiên thành họ nhà gái. Xin mời cô dâu xinh đẹp Huyền Lương sẽ nâng ly rượu hiếu rượu thảo để đấng thiên thành họ nhà trai. Xin trân trọng kính mời. Và xin mời hai bên gia đình sẽ nở nụ cười thắm tươi, đón nhận tình cảm đến từ hai con của mình. Vâng, và sau đây xin mời quý vị sẽ quay mặt về bên nhau, thực hiện nghi thức uống rượu xa bôi cho buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời hai bên gia đình chúng ta sẽ đứng thành hình chữ U để cùng ly nhau. Xin mời quý vị sẽ quay mặt về bên nhau đi ạ. Khoác tay nhau ạ, vâng. Tí nào ơi, hao hài là phải đẹp thế đi. 20 lượt qua. Họ nhà sạc ơi. Họ nhà sạc ơi. Chúng ta rót rượu tràn ly chưa ạ? Vâng, để cùng chú vui mừng hạnh phúc cho chú rể Văn Thành, cô dâu Huyền Lương trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng cầm chén rượu của mình cùng đứng dậy được không ạ? Và xin mời hai bên gia đình chúng ta sẽ dơ chén rượu thật cao ạ. Xin mời cô dâu rể sẽ dơ chén rượu thật cao đến quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, đúng là một đám cưới hoàn toàn hiện đại, một đám cưới hoàn toàn thăng tiến, một đám cưới có 102 để ghi lại khoảnh khắc này đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Vâng ạ, dạp của chúng ta thì rất là đẹp rồi, và tất cả quý vị chúng ta đứng đây ạ, để camera. Vâng ạ, camera sẽ được truyền hình trực tiếp tối nay trên VTV6. Vâng ạ, ghi lại hình ảnh đẹp nhất ạ. Vâng, xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ nâng ly rượu của mình và đứng dậy ạ. Vâng ạ, nhìn từ trên này xuống là rất là đẹp ạ. Vâng ạ, camera để ghi lại ạ. Họ sẽ phát trên sóng VTV6 trực tiếp vào tối nay, mời quý vị đón xem. Và tất cả quý vị như vậy là họ hàng hai bên đối thoại đã cùng đứng dậy rồi. Và chúng ta sẽ cùng hô vang thật to 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Vâng, tổng quân sẽ là nhịp cầu nối ạ, xin trân trọng kính mời. Quý vị ơi! Ở phía dưới chưa hô to ạ, với chị em phụ nữ ở dưới chúng ta sẽ hô to được không ạ? Số bên này trẻ ơi! Vâng, và tuần toàn xin được hô 1, 2, 3, quý vị dô 1, 2, 3, quý vị dô 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc được không ạ?
số 18 trẻ ơi. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Chúc mừng hạnh phúc đã thiêng sầu đã thầu xem trái đại lý đã số 3 số bên mới hào hàn trình sáng nữa. Tảnh ngoan tay lại tảnh qua em tay lắm. Ơ phú mắc phạm thật đến to hàm. Phú mắc hàm hàm lưu hít cao phương. Phú mắc cà phê hàm ăn nối nhá với hướng. To mù lăng MC tâm toán nữ. Các khả này hàm ăn lễ khả cơn hạ xin bán lập phí đồng nữ. Mời bạn ơi ta cùng mừng ơi. Vâng, phần thông điệp là vừa rồi đã khép lại chương trình ra mắt của cô dâu số gì. Vâng, đặc biệt là khách của gia đình sẽ đưa cho Tuấn Còi tầm toán 2 chén rượu được không ạ? Vã lắm rồi, thấy cô vị uống sướng trên sân khấu của gia đình họ nhà gái đôi trong buổi chơi hôm nay. Và sau đây xin mời hai bên gia đình cùng cô dâu chú rể chúng ta sẽ đến từng bàn tiệc để chào đón cũng như tiếp đón toàn thể quý vị quan khách xa gần trong buổi chơi hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Một gia đình,